là lối đường rẽ vào đi lên lễ Đền Trung nhá. Đền Trung nằm trong đền thờ Tản Viên Sơn Thánh. Và Dũng đây đúng không? Dốc này, dốc này bà con thấy chưa? Đấy. Đường đi lễ Đền Trung và chùa Tản Viên đây, nằm dưới chân núi Ba Vì về phía tây, dưới là dòng sông Đà hiền hòa chảy. Văn hóa là động lực tinh thần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Câu khẩu hiệu của khu vực Trần Ba Vì đó. Đền Trung cũng cua tay áo cũng rất là khúc khuỷu nha, có cả gương cầu kìa, gương cầu để quan sát. Mình đi lên đây đi chậm, đi chậm, cứ bám bên đúng bên phải đường của mình. À, bắt đầu leo núi đó. Trời bắt đầu hứng nắng là mây nó bay đi là đổ ra đỉnh núi Ba Vì. Đấy, bắt đầu đến khu vực đây, vườn quốc gia Ba Vì, Ba Vì Nation Park. Đấy, cổng vườn quốc gia Ba Vì, khu vực vườn quốc gia Ba Vì đây nha. Xem video ấy thấy dốc cao không? Mọi người xem video nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Sẽ tiếp tục phát các cái video clip dẫn mọi người đi các điểm du lịch, điểm tâm linh. Kia núi Ba Vì đấy. Thank you.
bãi gửi xe này nhá. Lên chùa chưa nhá? Anh nhớ tên ông đấy để lần sau đấy. À nhưng mà cũng phải về ấy nữa thì mới được. Không, không gọi à, này gọi. Xe nó vào đây. Không gọi. Có nào này, có nào rất là đẹp. Đấy, này, xe này. Xanh này. 82. Quay cái biển xanh này cho mười chín. Thôi, đừng. Chùa Tản Viên nhá. Sơ đồ chùa Tản Viên. Đấy, sơ đồ chùa Tản Viên nhá. Anh Tâm đi lễ chùa. Đây. Dưới chân núi Ba Vì nhá. Ấy. Đẹp không? Đấy, đẹp không? Bình Xuân Vui Lạc. Ấy, ngôi chùa dưới đỉnh núi Ba Vì nhá. Ngôi chùa dưới đỉnh núi Ba Vì. Chân núi Ba Vì nhá. Đấy. Núi Ba Vì mây mờ. Mây đang phủ kín núi Ba Vì. Núi Ba Vì. Trung. Rồi xong rồi lên nha. Chùa. Xe to, nó đủ dễ.
Đây em lên để chung đi á? Ừ. Đi thế nào được? Không đi được à? Ui trời ơi. Cái ô tô nó đi tốt. Lối này hay lối khác? Lối này. Thôi đi xuống dưới kia đi bộ lên. Đi bộ đằng này nhanh hơn. Thế đi bộ à? Lối này đấy. Nó đó. Thôi đi xuống dưới này đi bộ. Đi bộ đây này cho nó sạch. Dưới kia nó cũng sạch mà. Đi xuống dưới kia cũng sạch mà. Tắt đi, tắt đi. Lên được đấy. Đây này, dốc này chứ dốc đấy lên đâu ra được. Dốc này làm gì có đường đi. Dốc này đi vào mắt rồi, đây là cổng chính. Dốc đấy mới đi ô tô. Dốc đây đi bộ nhá, tổng cả. Di tích đền Trung. Đền Trung bây giờ là làm lại bằng tu sửa bậc đá đi rất là đẹp. Đấy, tiếng chim ấy. Tiếng chim hót. Khu di tích đền Trung nhá. Ô, ngày xưa bậc đá khó đi, bây giờ làm này dễ đi quá nhỉ. Bậc này đẹp này, người già đi cũng được. Chở ô tô thì vào luôn sân luôn đây. Ờ, vào sân nhỉ. À, trên này lại làm cái. Đấy. Đúng. Đấy, núi kìa, đấy, khu vực đền Trung nhá. Xung quanh là núi. Núi Ba Vì ấy. Núi Tản Viên Sơn Thánh. Đấy, cái núi kìa. Đường lên lễ Phật này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lễ đền Trung nhá. À, khu đền Trung.